Dạ, con kính chào cả nhà. Cô Nhi chào các con. Hôm nay cô Nhi làm món xanh số 13. Món xanh thì nó lúc nào nó cũng có xung quanh chúng ta. Trong vườn nhà cũng có cà rốt. Cô Nhi trần sơ thôi, không có luộc chín lắm. Xà lách thì nó nhiều hơn các loại khác. Bắp, đậu hòa lan, ớt chuông, bơ. Và cái này là cái gì? Dưa leo. Mà cái dĩa này có nhỏ xíu rồi nha con, khoảng chừng 3 muỗng canh à. Mấy cái dĩa, mấy cái chén dĩa dĩa mà đổ bánh bèo đó, nó nhỏ lắm. Cô mới hái một chút rau húng bỏ vào cho thơm. Cái trộn thì thường coi như bỏ nước tương không pha chế, dắt miếng chanh là đủ rồi. Đậu phộng hoặc hạt điều, hoặc hạt nho, hạt gì cũng được. Bây giờ cô Nhi trộn vào một cái là ăn thôi. Một dĩa rau trộn quá đặc biệt, quá dinh dưỡng luôn. Xà lách thì cái chén lưng lưng, xà lách thì nó nhiều hơn những cái loại khác. Các con thấy cái chén này nhỏ lắm, cô múc chừng 2 muỗng đầy à, khoảng tới 3 muỗng. Nếu mà 3 muỗng là 3 muỗng lưng, có 2 muỗng à. Mình trộn hết tất cả. Ớt chuông nè, cô cũng cắt hạt lựu một phân cho nó đẹp, với lại múc ăn cho nó dễ, cũng có 2 muỗng thôi, 2 muỗng đầy. Cà rốt cô cũng luộc sơ qua 2 muỗng, dư một chút đó, 2,5 muỗng ha. Bắp, bắp mình mua bắp lẫy hột á, bắp tươi lẫy hột á, 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng. Dưa leo một khoanh nhỏ ha, cũng 2 muỗng đầy ha. Rồi còn cái này, bơ, bơ một trái luôn, trái này trái nhỏ. Bơ coi nhìn nó hấp dẫn ha. Sau đó mình bỏ chút xíu rau húng, rau màu, rau gì các con bỏ cũng được, ăn cho thơm thơm. Mấy cái rau này cũng ngon. Rau trong vườn của cô sạch cho nên cô hái cô ăn vậy đó. Rồi, lắc đậu phộng lên. Các con thấy nó đầy đủ chất dinh dưỡng. Rồi, chan nước tương vào, khoảng chừng hơn 1 muỗng nước tương ha. Cái này mà các con ăn thêm một lát bánh mì sum quýt, hoặc là ăn thêm củ khoai lang, hoặc là muốn ăn cơm cũng được, không sao cả. Có nhiều người không ăn cơm đó, không ăn cơm mấy tháng ròng rã luôn, cả năm luôn. Chẳng hạn như cô nè, 2 tháng nay cô như chưa ăn cơm. Có lâu lâu ăn chút chút thôi, chút tại vì nhà dư. Rồi, xong một cái rau ngon tuyệt vời luôn á. Xong dĩa rau trộn rồi đó con, trộn lên là ăn, múc phân nửa thôi, ăn đâu có nhiều dữ vậy. Ăn lát bánh mì, muốn chắc bụng thì ăn lát bánh mì hoặc là nửa củ khoai lang, quá tuyệt vời. Ăn chiều như vậy thôi, cái bụng nó vừa nhẹ vừa vừa tốt cho sức khỏe nữa. Rồi coi như kính chúc các con tìm những loại rau có được thay thế. Rồi cái này mà dưa leo mà cô Nhi nghĩ vầm trái ổi vô nữa ngon lắm luôn á. Thay gì không ăn dưa leo, hoặc là ăn bắp sú, ăn súp lơ, ăn bông cải xanh, ăn rau muống xanh cũng được, cắt khoanh, hoặc là ăn cái trái su hào, ôi trời tuyệt vời luôn á.